Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là Miu đây. Ngày hôm nay thì bố mẹ Miu vừa đi Quảng Bình, Quảng Trị về. Thì đi bằng ô tô á, dọc từ Quảng Ninh đi vào Quảng Bình, Quảng Trị đó. Thì là bố mẹ Miu quay về, có mua một số loại đặc sản ở trong đấy. Hôm nay thì Miu sẽ ăn một số loại kết hợp giữa đặc sản trong đấy và một số loại mà có sẵn ở nhà Miu nha. À, mà hình như hôm nay toàn là đặc sản không á. Bánh đậu xanh, Hải Dương, bánh cu đơ. Nhưng mà cu đơ này hình như Miu cũng không rõ là Thanh Hóa, Hà Tĩnh gì đấy, quên mất, không xem nhãn hiệu của nó nha. Đây là bánh cu đơ này, cũng là đặc sản này, bánh đậu xanh Hải Dương đặc sản này, ổi đặc sản Hoành, đặc sản ở Hoành Bồ Quảng Ninh. Còn đây là bánh khẩu ri đặc sản Cao Bằng. Ủa vậy ra hôm nay mình ăn toàn đặc sản chắc. Ok nha. Vậy thì ngay bây giờ thì xin mời mọi người sẽ ăn cùng với Miu nha. Hôm nay Miu hơi ốm, nói giọng nó hơi có khàn khàn và hơi có ngạt mũi ấy, thì mọi người thông cảm cho Miu nha. Ok, mời mọi người nha. À, bây giờ mình ăn cái gì trước nhỉ? Ăn cu đơ đi. Cu đơ nha mọi người. Ô chà, nó ngon gì đâu á. Nhưng mình thấy cái bánh cu đơ này khác với những bánh cu đơ những lần trước mà mình mua quá. Bánh cu đơ những lần trước ấy, thì cái lớp vỏ bên dưới này này, nó khá là dẻo. Gọi như thế nào nhỉ? Mềm và dẻo. Còn cái này nó lại rất là giòn mọi người ạ. Và lớp vỏ này nó khá là mỏng, không dày như mấy cái bánh cu đơ mà mình hay mua kia nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử nha. Giòn, mỏng và thơm mọi người ạ. Ở đây thì mình không biết chính xác thành phần gồm những cái gì, vì mình không có cầm cái tờ nhãn mác của nó và ghi thành phần của nó ấy. Nhưng ở đây mình có thể nhận thấy ra là chắc chắn có đường vì nó ngọt, có lạc, có vừng, có gì nữa ta, còn cái lớp đế này mình không biết nó là cái gì. Chỉ biết là nó rất là giòn mọi người ạ. Ngon. Rất là ngon mọi người ạ. Được ạ. Cái lớp vỏ này nó rất là mỏng thôi, không có dày như cái bánh cu đơ mà bình thường mình vẫn hay mua mọi người ạ. Rất là nhiều lạc với vừng mè đó, ngon quá trời, ngon, thơm thơm nước mũi. Tuy nhiên thì hôm nay mình ăn như thế này là toàn đồ ngọt mọi người ạ. Bánh cu đơ cũng ngọt, bánh đậu xanh cũng ngọt và khẩu ri cũng ngọt nhá. Xuất sắc luôn. Mình sẽ ăn thử bánh đậu xanh nha mọi người ơi. Xem nào. Ồ, thơm quá. Bánh đậu xanh này nó không như bánh đậu xanh bình thường mà mình vẫn hay mua, mà mình cảm giác nó ép chặt vào như kiểu là một cái bánh nướng vậy đó mọi người. Đó, như kiểu một cái bánh nướng vậy. Ok, mình sẽ ăn thử nha. Giống y chang một cái bánh nướng mọi người. Có phải bánh đậu xanh không ta? Cũng có thành phần là đậu xanh nhưng mà nó giống một cái bánh nướng hơn.
ăn cái bánh đậu xanh này nó dính quá mọi người ạ. Mình chuyển sang ăn khẩu Sri nha. Về cơ bản là cái nào cũng ngon. Ủa, mà đúng giống y chang một cái bánh nướng, cũng có nhân ở bên trong nha mọi người. Mà cái nhân này mình thấy nó cứng cứng á. Hết rồi. Có một viên nhân mình vừa ăn phải nó cứng cứng. Nói chung là không mồm. Dính răng quá mọi người ạ. Hôm nay mình ăn như thế này có vẻ là hơi nhiều đường mọi người ạ. Vì cái gì cũng ngọt. Mình không cẩn thận rồi rơi mất hột lạc rồi. À, có thể mọi người chưa để ý kỹ nha. Để mình lấy miếng khác mình review cho. Đây là phần bỏng, còn trên này sẽ có một lớp lạc nha mọi người. Lạc đỏ rất là thơm luôn. Thơm nước mũi luôn. Mình sẽ cho ổi xuống đây nha. Ngọt quá, thứ nào cũng ngọt mọi người ạ. Mình sẽ ăn miếng ổi để nó bớt ngọt đi vậy.
U này rồi. Buốt mọi người ạ. Tại vì ổi mình vừa để trong tủ lạnh ra nên nó hơi buốt. Có lẽ mình không thể giải quyết được hết cái bánh cu đơ này. Hôm nay quá nhiều đồ ngọt. Mình nghĩ là có hai lý do để mình cảm thấy là mình không thể ăn hết được cái khay này. Khay thứ nhất là vì hôm nay quá là nhiều đồ đường, quá là nhiều đồ ngọt. Cái thứ hai là hôm nay mình ốm, sức ăn của mình cũng không được khỏe như mọi khi. Nên rất có thể là cái khay này mình không thể ăn hết được mọi người ạ. Ok, ngày hôm nay mình chính thức không thể ăn hết được cái khay này. Lần đầu tiên không thể ăn hết một khay đồ ăn mọi người ạ. Hơi thất vọng một chút. Nhưng mà cái gì nó cũng có nguyên do của nó đúng không nào. Hôm nay mình hơi mệt. Mà không phải hơi mệt đâu. Hôm nay mình đã xin nghỉ làm một ngày. Vì mình mệt không thể đi làm được mọi người ạ. Và lại còn ăn quá nhiều đồ ngọt, mình không thể ăn được. Vì thế thì có lẽ là mình sẽ kết thúc video ở đây. Còn lại một cái bánh đậu xanh, một nửa cái bánh cu đơ và 4 miếng ổi mình không thể ăn được nữa. Hẹn mọi người, 1-2 hôm nữa mình khỏe lại thì mình chắc chắn sẽ ăn hết nguyên một khay đồ ăn chả bá để bù lại cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, luôn quan tâm đến mình. À, nếu mọi người yêu thương mình thì mọi người hãy ấn nút like, đăng ký kênh và nhấn ở chia sẻ, rồi nhấn cái chuông ở phía bên tay phải để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình khi mình đăng lên nhé. Cảm ơn mọi người.